Bác ơi, bé năm đến 5 tháng cho ăn trái cây tươi được không ạ? Cái này không hay không? À, trái cây nó chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất, có đúng không em? Và chúng ta thường dạ bé mà chúng ta nghĩ rằng nếu không cho bé mà ăn trái cây thì sao ạ? Bé sẽ thiếu vitamin và khoáng chất, và trái cây thực ra nó rất là ngon đúng không? Bổ. Đấy, nó giúp cho cái sức đề kháng của bé nó tốt đúng không? Ngoài ra vitamin nó còn chứa các chất xơ hòa tan, không hòa tan đúng không ạ? Giúp cho hệ tiêu hóa của bé tốt hơn. Như vậy nếu chúng ta mà không cho con ăn vitamin thì chúng ta cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó đúng không em? Đúng không ạ? Đấy. Thế tuy nhiên ý, thì cái thời điểm mà cho bé ăn trái cây ý, nó cũng rất là quan trọng, mà chúng ta cần phải lưu ý như thế này. Trái cây ý, thì khi nào mà con mình bắt đầu ăn dặm nhá, bắt đầu ăn dặm được ấy, thì chúng ta đã có thể cho bé ăn trái cây được rồi đúng không ạ? Thì ăn trái cây ấy thì chúng ta hãy bắt đầu nhé các bạn này, có rất nhiều loại trái cây khác nhau đúng không ạ? Có rất nhiều loại trái cây nhau. Tuy nhiên với trẻ bắt đầu ăn dặm, tức là từ 5,5 tháng cho đến 6 tháng tuổi là trẻ bắt đầu ăn dặm đúng không em? Đúng không? Đấy là cái thời điểm ăn dặm tốt nhất mà hệ tiêu hóa của bé nó sẵn sàng để tiêu hóa thức ăn khác ngoài với sữa mẹ và sữa công thức đúng không các em? Đấy. Thế thì các em lưu ý này, chúng ta không được cho trẻ ăn dặm sớm hơn 5,5 tháng nhá. Đấy. Cái truyền thuyết là gì? Ông bà mình vẫn nói là gì ạ? Cho bé ăn dặm sớm đi để cho con nó cứng cáp. Thế thì cái việc mà cho trẻ ăn dặm sớm như vậy nó không giúp con mình cứng cáp mà nó giúp con mình hỏng hệ tiêu hóa. Có phải không em? Đấy. Thế cho nên là cái thời điểm ăn dặm tốt nhất là như vậy. Cho nên cái việc mà chúng ta cho ăn sớm như vậy ý, thì nó sẽ bị hỏng các cái nhung mao và vi nhung mao đường ruột. Và trên các cái nhung mao và vi nhung mao ấy, nó là những cái mà nó hấp thụ dinh dưỡng. Như vậy chúng ta ăn sớm như vậy nó ảnh hưởng nhá. Thế ảnh hưởng như vậy ý, thì bé sẽ là bị không lên ký này, đúng không ạ? Rồi sao ạ? Đề kháng của bé nó kém. Đấy, và nó dễ bị nhiễm khuẩn tiêu hóa. Cho nên không ăn dặm sớm nhá. Đấy, truyền thuyết ăn dặm sớm để bé cứng cáp là không có cái điều đó. Cứ 5,5 tháng đến 6 tháng thì chúng ta cho trẻ ăn dặm. Còn nếu như con mình sinh non thì mình phải hiệu chỉnh các em nhá. Ví dụ bé sinh 34 tuần tức là chậm 4 tuần đúng không? Thì chúng ta hiệu chỉnh lên, được chưa? Thì 5,5 tháng thì 6,5 tháng, 6 tháng, 6,5 tháng chúng ta bắt đầu cho ăn dặm, nhớ chưa? Đấy, để hệ tiêu hóa của bé nó sẵn sàng hơn nữa em nhá. Đấy, đây đầu tiên. Cái thứ hai ấy là chúng ta đừng có nêm bất kỳ một loại gia vị nào vào thức ăn của trẻ dưới 1 tuổi. Các em nhớ cái thông tin này nhá. Tại vì ấy, người lớn thì bảo là gì ạ? Cho gia vị vào để cho nó đỡ cho nó đỡ nhạt, chứ nó nhạt thách như vậy ý, thì nó ăn thế nào được đúng không ạ? Thế thì cái việc mà nó nhạt thách như vậy ý, là nhạt của chúng ta thôi, chứ còn con mình nó không có bị nhạt. Tức là cái nhu cầu muối của trẻ ý, nó có trong trong gạo, trong cháo này, có trong rau củ quả ấy, nó đã đáp ứng đủ cái nhu cầu về muối rồi, thấy chưa? Đấy, có hai cái lưu ý các em lưu ý này nhá. Hai lưu ý về ăn dặm phải lưu ý nhá. Nếu như các em làm đúng như bác đẳng dẫn ý, thì con các bạn ý sẽ không có tình trạng mà ăn được nhưng mà không linh ký đâu ạ. Còn chưa kể con bị biếng ăn nữa kìa, đúng không? Đấy. Khi nào con bắt đầu có thể ăn trái cây? Thì khi nào con bắt đầu ăn dặm thì chúng ta mới đã có thể cho ăn trái cây rồi. Và loại trái cây để bắt đầu cho bé tập ăn ý, thì mình sẽ cho ăn loại gì các em? Bơ và chuối. Đấy. Tại sao lại lựa chọn bơ và chuối? Thứ nhất, bơ nó chín ý, thì nó mềm, có đúng không? Chuối nó cũng như vậy. Đấy, đấy là cái đầu tiên, nó dễ nhai dễ ăn này. Cái thứ hai này, bơ và chuối ý, thì nó gì ạ? Hai loại quả tương đối lành, đúng không ạ? Tương đối lành và nó có ít cái nguy cơ bị dị ứng, các em hình dung không ạ? Thế thì nó sẽ hợp lý hơn là sẽ cho ăn loại khác. Đấy, các em nhá. Chúng ta cho trẻ ăn hoa quả ấy thì hãy nên cho bé ăn vào bữa phụ nhá, ăn vào bữa phụ và nên nên cho bé ăn bằng phương pháp bé chỉ huy. Các em hình dung không ạ? Đây là những cái rất là cơ bản, những cái mà tất cả các bà mẹ bỉm thường bỏ qua. Các em thường ép nấy nước này, các em thường thường sai sinh tố này, có phải không ạ? Thực ra cũng không sao cả, nhưng mà mình nên tận dụng cái bữa phụ như vậy để giúp bé luyện ăn thô tốt hơn. Cái việc mà bé luyện ăn thô tốt ý, thì nó sẽ giúp con bạn sau này là không bị biếng ăn, có hiểu không ạ? Đấy. Tất cả nó đều phải có phương pháp, các em nhé. Đấy. Thì ăn bé chỉ huy là như thế nào? Mình lấy một cái đĩa ăn cho con mình, đúng không? Thì ví dụ bơ thì mình thái nhỏ như ngón tay út này, chuối mình cũng thái dài dài như ngón tay út này, để con mình nó cầm nó đưa miệng nó nhai nó cắn, đúng không ạ? Thế thì khi mà mình áp dụng cái phương pháp ăn dặm bé chỉ huy cho bé ăn hoa quả ấy, để bé luyện ăn thôi ấy, thì mình phải nói chuyện với chồng mình phải nói chuyện với bố mẹ chồng mình
ăn cái đó ấy, thì bé nó sẽ tự cầm, nó sẽ nhai nhai cắn cắn, xong rồi nó sẽ vứt lung tung ra, xong rồi khi nào ấy mà nó cắn được miếng ấy thì nó sẽ bị không ạ, đấy nó cứ không, vì cái đấy nó không phải là bị hóc đâu, cái đấy nó là gì ạ, nó nhè ra đấy, nó nhè ra, và cái lưỡi của nó đang đảo nó cháo, rồi cái lưỡi của nó dân kia nó luyện cho cái lưỡi nó linh hoạt, đúng các mình không ạ, rồi bé nó nhai để luyện cơ hàm, nó nhai để luyện thô, và cái lưỡi nó đảo liên tục để luyện đấy, luyện cái sự linh hoạt của lưỡi, thì đấy không phải là hóc nữa nhá. Đấy, chúng ta phải trao đổi trước với ông bà cái mẹo để ông bà hay chồng mình ủng hộ mình trong cái phương pháp nuôi con, đặc biệt ở đây là cho con ăn. Thì sao ạ? Thứ nhất này, các em phải nói này, cái lợi ích khi mà cho bé ăn dặm bé chỉ huy là cái gì, đúng không? Mình chỉ ra cái lợi ích của nó, đúng chưa? Đấy. Và mình cũng nói luôn là gì ạ? À, nó sẽ có những cái hiện tượng như thế này để người thân trong gia đình nhà mình ấy chuẩn bị trước cái tinh thần. Lợi ích của cái việc mà bé ăn dặm bé chỉ huy là cái gì? À, mẹ ơi, con cho ăn dặm bé chỉ huy này ấy để giúp cho cái cơ hàm của bé nó phát triển, thì bé cái răng của bé nó lọc tốt hơn, đúng không ạ? Cái cơ hàm nó cân đối, mặt sẽ xinh hơn, đúng không? Đấy, cái lợi ích đấy. Ông bà nào chả thích cháu mình xinh xắn, có phải không ạ? Ăn như vậy ấy, thì lưỡi nó hoạt động nhiều hơn, thì sau này bé học nói nó sẽ tốt hơn và nó sõi hơn. Đấy, chỉ cho ông bà thì cái lợi ích nhá, được chưa? Tiếp này, cái lợi ích tiếp theo này, ăn như vậy thì cháu mình ý, ăn thô tốt hơn, để sau này đến 2 tuổi, có những bé 2 tuổi 3 tuổi nó vẫn ăn cháo như vậy thì sao? Ăn cháo thì nó sẽ bị suy dinh dưỡng, nó không tăng ký. Thế thì phải ăn cơm nó mới chắc dạ. Mình phải chỉ ra cái lợi ích nha, và nói những cái nguy cơ. Cái hoa quả thì ăn như vậy, được chưa? Thì đến bắt đầu 7 tháng trở đi thì bé ăn được đa dạng các loại hoa quả rồi em nhá. Và bắt đầu vẫn khuyến khích các bạn hãy cho bé ăn dặm bé chỉ huy các loại hoa quả để tăng cái sự ăn thô của bé nhá.